Hello, chào mừng các bạn đến kênh Ninh Quân Vlog của các chị. Hôm nay có lẽ là được nhận được thông tin mới là nhận được một thông tin đó là xuất hiện một những cái gọi là những cái sư cô mà đi theo ông Minh Tuệ để phá ông Minh Tuệ, quý vị. Có những bài phát biểu mà các anh chị cần phải nghe hiểu rõ, mà nghe hiểu để biết mà mọi người nên tránh xa ra. Những người này đang tuyên truyền những cái tư tưởng sai lệch về cái hai thầy Nam và mời vị cùng nghe nha. Là tu ở trong tâm, tu ở là lấp liếm để cho qua, trả lời sai hoàn toàn. Câu trước đã có cãi rồi. Ồ, những cái sự video này sống theo 13 hạnh đầu đà khổ hạnh, mà sống theo 13 hạnh đầu đà thánh thiện, là tu ở trong tâm, tu ở trong ý, nhưng mà cũng ngày ăn một bữa ôm mình bát và không nhận tiền tài và đi khắp mọi miền để gieo duyên lành cứu giúp nhân sinh ạ. Không nhận tiền tài hả? Dạ. Thôi chị sư cho con hỏi, không nhận tiền tài thì tiền đâu ra mà sư mua laptop? Dạ vâng ạ. À? Khi mà chúng trò dâng đời và chúng trò lan tỏa những nền đạo đức thánh hiền trên trang mạng, thì có những quý Phật tử, thay vì quý Phật tử cúng dường cho trò thực phẩm thì quý Phật tử cúng dường cho trò cả điện thoại, có những quý Phật tử cúng dường laptop ạ. Thì cái đó là gọi là cúng dường tiền tài rồi đó. Dạ. Mình nhận tiền tài rồi đó, giống như thầy Minh Tuệ thì đâu có nhận đâu. À? Dạ, thưa chú là chúng trò sử dụng tịnh tài, ý là tịnh vật, gọi là tịnh vật chúng nha. Tại vì laptop và điện thoại là tịnh vật, thì chúng trò nhận tịnh vật với ước nguyện được lan tỏa nền đạo đức thánh hiền trên trang mạng. Chúng trò không có, gọi là về hình tướng thì chúng trò cầm, nhưng mà về tâm của chúng trò thì chúng trò không có sở hữu ạ. Ồ, nói gì đâu được. Dạ. Nói gì là sai rồi. Giống như bây giờ đang nói mình cũng như là không nói thì đâu được, đúng không? Nói gì khác nào là mình đang ngụy biện. Dạ vâng ạ. Bây giờ cho em hỏi nè, bây giờ mình đi với số lượng đông vậy là hai thầy nam và rất là nhiều sư cô, là trên 10 người, mười mấy 20 người, là đó là một hội nhóm rồi, thì có được Phật giáo cho phép không? Mình có được giấy chứng nhận gì hay không? Dạ, chúng cho là theo đạo nhân của ạ. Thì có được chứng nhận gì không? Không có theo đạo Phật, nên vì vậy mà chúng cho không có xin phép về đạo Phật. Những cái câu nói của cô đang nói là đồng là những cái câu của chánh pháp của Phật mà sao lại là không phải là đi theo con đường của Phật là sao? Dạ, đạo Phật thì chúng cho có học một ít là những điều gì thánh thiện thì chúng cho học, ví dụ như là hạnh đi khất thực ngày một bữa thì chúng cho học, còn đạo chính của chúng cho là đạo nhân quả. Nhân quả đạo gì không biết, nhưng mà mình đã quy mô với cái số lượng mà xin ni cô và thầy và quy mô như vậy thì chắc chắn là phải xin phép của pháp luật rồi, nhưng mà ở đây mình không có được chấp nhận thì mình đi đông như vậy, mình truyền bá như vậy là thực sự là có nên hay không, mình có đúng hay chưa? Dạ vâng ạ. Toàn khất sĩ thì đạo nhân quả đấy là sẽ ở trên trang mạng, và chúng cho dù là trang mạng đây, thì mình ngồi ở nhà chứ mắc gì mình phải đi như vậy. Dạ vâng ạ. Do bây giờ thì trò đến đây với thông điệp trò muốn là đến, tại vì nếu mà trò ở nhà thì trò đăng bài hoặc là như thế nào đấy thì đâu có được lan tỏa rộng, không ạ? Vì vậy trò đến đây trò muốn mang thông điệp, tại vì trò rất là khát khao để trợ duyên cho những người như trò. Chú có biết là những người phụ nữ khổ đau như nào nữa không ạ? Những người phụ nữ vô cùng khổ đau. Không, khổ đau là hạnh phúc lắm. Và có rất là khát khao đi tìm hạnh phúc giống như trò trước đây. Nhưng mà người phụ nữ đâu có thể nào mà đi giống như thầy Minh Tuệ. Đâu thể nào mà chân trần và đi suốt ngày và ngồi được. Vì thân nữ nhi rất là mềm yếu. Vì vậy mà khi mà chúng trò tu tập và chúng trò hạnh phúc rồi, thì chúng trò muốn lan tỏa đến điều này đến rất là nhiều nhân sinh. Và khi mà chúng trò muốn mang đến hạnh phúc thì chúng trò lên đến đây với thông điệp là sẽ lập một bàn mi bảo để những người phụ nữ muốn khát khao giải thoát thì cũng có thông tin, có một nơi để trở về. Đấy là điều mà trò khát khao. Và nếu mà quý chú chưa có hiểu hay là quý chú có thể lên đạo nhân quả.com hoặc tái sinh không còn.com hoặc là hạnh phúc ngay hiện tại.com thì quý chú sẽ hiểu rất rõ.
Dạ rồi. Cho dù thế nào, cho dù có gì cũng vậy, sẽ là muốn hướng đến con người, muốn đến cái thiện, không cái đạo đức thôi. Dạ. Nhưng mà cho dù ở trên mạng hay là như thế nào nữa thì cũng phải cần tôn trọng là pháp luật của nhà nước, phải có một cái gì đó phải công nhận mình chứ. Bây giờ nếu anh ai cũng thành lập một cái đoàn thanh niên hoặc đi như thế này thì liệu là cái lâu dài dài thì nghĩ như thế nào ạ? Phải nằm trong giáo hội hoặc được sự cho phép. Dạ vâng ạ. Do ngày hôm nay chúng trò đến với thông điệp như vậy nên chúng trò biết nhau trên trang mạng nên chúng trò mới hội ngộ về đây. Rồi. Còn bình thường á, là mỗi huynh đệ một chú xứ thôi chú ạ. À. Mỗi huynh đệ một nơi, mỗi huynh đệ khắp mọi miền khác nhau. Vì vậy mà không có tập trung như vậy. Sư cô cho con hỏi là vì sao mà mình lại chọn cái địa điểm này để tới đây xuống tóc và làm những cái việc như thế này ở giữa trưa trời chưa nắng. Dạ. Mà tại sao mình không chọn một cái địa điểm khác? Mà lại mình quyết định là chọn ở đây. Tại vì chúng trò đến đây với thông điệp khát khao là thành lập về đạo nhân quả. Trò ước nguyện là nhân sinh sẽ biết đến đạo nhân quả. Tại sao chỗ khác sẽ biết về giải thoát? Thì khi mà chúng trò đến đây thì có từ trường của thầy Minh Tuệ và sẽ có lan tỏa được. Là cái đó là mình nói thẳng ra là đừng nói từ trường mà nói là mình dựa vào cái hình ảnh và tên tuổi của thầy đúng không? Dạ, đây không phải như là vậy hay không? Nếu mà trò mà dựa vào hình ảnh để trò bán cho quý chú điều gì? Không có bán gì hết, nhưng mà cái đó là có thể là dựa vào hình ảnh. Tại sao không đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài chỗ nào đó, đi làm chỗ khác? Từ trường của thầy, nếu mà mình tin tưởng vào từ trường của thầy Minh Tuệ thì chắc chắn chỗ nào nó sẽ cũng có, chứ không phải nhất thiết mà để đến gần đâu. Dạ, đúng không? Tâm mình có tâm là mình sẽ có. Dạ. Tại sao mình lại đến chỗ này lại làm cho mọi người? Đến thì ở đây thì chúng trò lan tỏa được hơn khi mà có những quý chú trợ duyên, giống như chú trợ duyên cho trò thì trò đã được lan tỏa đến nhân sinh rồi, là đến nhân sinh sẽ biết về đạo nhân quả. Còn một điều nữa là muốn hỏi cô như thế này, sư cô như thế này. Dạ. Mấy ngày hôm nay là thấy đoàn của mình cứ lãng giảng quanh thầy Minh Tuệ không? Dạ. Vì lý do vì sao như vậy? Tại sao mình không đi xa thầy Minh Tuệ để mình lan tỏa, mình làm cái gì đó, những cái việc riêng của mình mà mình đi cứ lãng giảng xung quanh thầy Minh Tuệ như vậy? Dạ. Lý do vì sao ạ? Quý chú có biết không là khi mà chúng trò tu theo đạo Phật ạ, đầu tiên là chúng trò đi theo đạo Phật và chúng trò sống là ăn ngày một bữa và đi thất thực và không giữ tịch. Quảng cáo nữa. Không giữ tịch tài thì không có được công nhận chứ ạ. Thật sự là đầu tiên là chúng trò không được công nhận mà nhân sinh nghĩ là tu là phải vào chùa, là phải sống ở nơi chùa. Sư cô hiểu ý con hỏi không? Sư cô hiểu ý con hỏi, trả lời cho nó chính xác. Dạ, là tại sao mình cứ đang không mình cứ nói thẳng ra tại sao mình cứ đi lãng giảng xung quanh thầy Minh Tuệ mấy ngày hôm nay vì lý do gì? Vì chúng trò muốn mang thông điệp đến nhân sinh. Thông điệp gì ở đây? Lập nên một ly bảo. Tại sao mình không đi chỗ khác mà mình lại lãng giảng quanh thầy Minh Tuệ? Dạ, khi mà ở cạnh thầy Minh Tuệ thì chúng trò sẽ được lan tỏa nhiều hơn ạ. Vậy là có cái nghĩa là mình đã ở xung quanh thầy Minh Tuệ suốt đời hả? Dạ không, chỉ ngày hôm nay thôi ạ. Chắc ngày hôm nay hay không? Mình dạ. có đảm bảo được đó điều đó không? Dạ. Tại vì mấy ngày hôm nay á là chúng con ở đây á là thấy cái đoàn của mình đi cứ xung quanh thầy Minh Tuệ rất là nhiều. Dạ. Ha, và thậm chí hai sư nam đó cũng thấy nè, và có hai sư nữ cũng thấy là đã từng đi vô tới nơi nghỉ ngơi ban đêm của thầy Minh Tuệ. Và hôm nay thì là một đoàn của mình rất là nhiều. Thì con muốn thắc mắc là tại sao mình cứ đi tới đi lui và lãng giảng xung quanh thầy Minh Tuệ vì lý do gì? Dạ. Mình phải có một cái mục đích gì đó thì mình mới tới đây. Còn nếu mà mình tu thì mình muốn muốn thành lập cái gì đó thì tại sao mình không tự lực giáng sinh mà mình lại dựa vào thầy Minh Tuệ mình đến đây? Đó, cái đó là cái câu hỏi của em muốn trả lời chính xác. Vì có rất là nhiều quý Phật tử cung kính thầy Minh Tuệ. Vậy là mình dựa hình ảnh dựa tên rồi. Rất là muốn khát khao. Vậy là mình dựa hình ảnh rồi. Mình và chúng trò muốn tìm những quý Phật tử muốn tìm con đường giải thoát đấy. Mà là ni bảo, mà là những người mà yếu mềm không đi được con đường của thầy Minh Tuệ thì có thể chọn con đường của chúng trò. Là con đường về 13 hạnh đầu đà thánh thiện ạ. Là tu ở Ý ạ. Là cái đạo của mình là mình tự lập hay sao chị? Dạ, đây là tu sinh trong mạng. Không có đạo 13 hạnh đầu đà nhưng mà vẫn đi xe chứ không phải đi bộ. Dạ, chúng chọn hóa sang được. Chọn là cái bóng hay là cái khổ đó. Vì là không phải là 13 hạnh đầu đà là được quyền chọn. Chọn là 13 hạnh đầu đà thánh thiện chứ không phải 13 hạnh đầu đà thánh thiện. Thánh thiện sung sướng. Tìm cái thêm từ nữa chứ không phải là dùng từ 13 hạnh đầu đà. Rồi như vậy nè, cô mình thấy là cũng khá là nhiều. Cũng đã quá rõ ràng rồi. À. Quý vị, lương qua lẹo lại trả lời cách đủ à.
lợi dụng câu chuyện thầy Minh Tuệ để mà tuyên truyền, không tuyên truyền. Ở đây tôi không muốn nhấn mạnh là câu chuyện hại thầy Minh Tuệ, thì ông Minh Tuệ ông đi theo một mình ông thôi, ông nói ai làm nó chịu, ông có biết hết đúng không. Và một sư cô khác nữa, thưa các anh chị, đó một sư cô khác nữa đã trả lời kênh Thành Trung TV một cách lương qua lẹo lại, ủa bây giờ 13 Hạnh Đầu Đà thánh thiện nói là không nhận tịnh tài, không nhận gì hết, mà tại sao lại nhận lại tịnh tài? Thưa quý vị, đi tu mà có lớp đó à? Mười giới trong mười giới đi nha, mười giới đầu tiên tội giới tỳ kheo, trong có một giới một là không nhận bất cứ cái tịnh tài tịnh vật tịnh tiền hết đúng không. Hòa thượng Thích Chí Khang đã giảng, nó không phải là mình nói mà bây giờ mình cứ dựa vào Minh Tuệ chứ mà mình tạo lập cái đạo gọi là đạo gì, đạo nhân quả à. Phụ lực tự do tín ngưỡng tôn giáo có cho hay không đúng không, mà nói là con không phải là đệ tử của Đức Phật. Thưa các anh chị, không phải là đệ tử của Đức Phật mà dựa vào Phật để làm cái gì mà nói người ta không cho. Đúng không? Ủa? Rồi cái sư gì đó trả lời ở kênh Thành Trung TV có một câu nói như thế này. Kênh Thành Trung TV à, trả lời là Ngài La Hầu La 10 tuổi đã biết cái này cái kia. Ngài La Hầu La 10 tuổi biết rồi nào hả? Bà dựa vào đâu kinh, bà dựa vào kinh Phật kinh nào đúng không? 15 tuổi 16 tuổi được. Đức Phật dạy dựa vào phim của Đức Phật, nhưng mà dựa vào phim Đức Phật là đó, những dựa vào những kinh sách. Bây giờ tôi dạy cho mấy người nghe nè, để cho mấy người bớt ngấu bớt ngu lại. Đức Phật tự mình giải thoát cho chính bản thân mình, chứ nếu Ngài giải thoát được thì Ngài, vợ của Đức Phật là bà gì quên mẹ rồi, trẻ con của Đức Phật là Ngài Ca Hầu La, cũng như cha mẹ của Đức Phật. Tại sao là Ngài không giải thoát được cho những người đó mà bắt người đó phải tu đúng không? Còn 13 Hạnh Đầu Đà này là 13 Hạnh Đầu Đà đó, đứng nhất là Ngài Maha Ca Diếp. Còn sửa tên là 13 Hạnh Đầu Đà Thánh Thiện đúng không? Vậy là sai rồi. Ủa cái đạo gì đạo nhân quả? Trời đất ơi, ủa cái gì kỳ vậy? Đây, bởi vì nghe cái bà này bà phát biểu như này coi nó nóng không? Qua 14 thì nóng rồi. Bây giờ bà thầy cũng phải tự xuất ra, tự khởi tâm, tự khi tu, tự tìm ra chân lý à? Và các sư cũng là một người như vậy, nhưng mà rất hay ơn Phật là tại vì là các sư đã bây giờ đã có một vị thầy chứng đạo và ẩn nóng rồi. Bây giờ không có gặp được thầy nhưng mà thầy ngày nào cũng viết nên một bài pháp tăng công khai lên trên mạng, chỉ dạy cho nhân sinh sống đời đạo đức thôi ạ. Bà có hồi nào biết bà bị lừa không? Dạ bây giờ chú chưa không nên khẳng định ạ. Không phải. Thưa quý vị, khi bà này mà nói á, là có một vị thầy đã ẩn bóng, hàng ngày viết bài trên không gian mạng, viết bài trên Facebook, viết bài trên web để cho những người này tự tu. Tôi nghi rằng một người
nha, tôi nghi ngờ một người, nhưng mà tôi không nói ra được, bởi vì người này chưa tìm ra được cái trang web này, đúng không? Tự tu ok vẫn được, nhưng tự tu dựa vào giáo lý của Đức Phật mới gọi là tự tu. Các anh, quý vị có thể quyền tu tại gia cũng được, lợi chùa xuất gia rồi con kẹt công việc, con không thể nào mà lại ở chùa được. À, con ở về nhà con gõ mõ tụng kinh con, thì tới ngày làm sám hối con lại được. Nhà nước có cấm không? Không, nhà nước không cấm. Khi nào đúng đủ 3 năm xong tôi đàng hoàng để làm ở công quả ở nhà chùa xuất gia rồi. Bây giờ con muốn đi tu tới hạnh Đầu Đà, hạnh Bồ Tát, hạnh này hạnh kia, chứ còn bên pháp Đại Thừa con làm không nổi. Pháp Đại Thừa là pháp nhẹ nhất mà là không nổi được cũng xong luôn, đúng không? Lương qua lẹo lại, lương qua lẹo lại, cuối cùng cũng dẫn vô câu chuyện cái đạo nhân quả. Đạo nhân quả là đạo gì? Là dựa vào kinh nhân quả, dựa vào luật nhân quả để mà phát triển ra cái đạo đó. Nhưng cái những cái kinh nhân quả hay là những cái kinh nhân quả, thưa quý vị, những cái kinh nhân quả đó thì sao ạ? Để cho mỗi con người, để cho những con người làm việc thiện trở lại. Đưa những cái kinh nhân quả về chùa, thưa quý vị, để cho người làm việc thiện trở lại, chứ không phải là một con người làm thì người đó sẽ chịu, sẽ chịu. Đừng có so sánh Đức Phật ra. Đức Phật ngày xưa khi ngài ra khỏi thành thì ngài đã thấy cảnh sinh lão bệnh tử, đúng không? Khi ngài còn là thái tử thì ngài mới hỏi rằng cái người thì tùng tên là gì đó, quên lâu rồi, lâu quá không quên nhớ luôn rồi. Ai nhớ comment đi giùm nha. Ta có chết hay không? Thì cái người từ tùng nói rằng á, dạ thưa ngài, mỗi người đều có số, sinh lão bệnh tử đều có số hết, rồi ai cũng có chết. Và khi Đức Phật bỏ ra đi thì Đức Phật có nói như thế này, muốn tìm đạo vậy thôi, đối với vua trai như thế này, vậy thì có thể tìm được cái giải thoát hay không? Cha có thể cho con cái đầu giải thoát hay không? Con ở lại làm thái tử, làm vua. Ngày bỏ vô rừng, ngày tự tu. Mới đầu là tu thành Hạnh Đầu Đà đó. Sao thấy là tu cái này không giải thoát được, mới chuyển qua Trung Trung Đạo. Không may má. Nghe không? May má làm ơn coi kỹ giùm con, may má. Xem phim của Đức Phật mà không hiểu, không hiểu gì cái của Đức Phật mà đi thành lập một cái đạo, rồi đạo hoa quả gì đó, đạo nhân quả gì đó để tuyên truyền cái bậy bạ. Tôi chưa có vô cái kênh, cái web đó nha, tôi vô cái web đó, tôi chưa hề vô cái web đó để xem cái đạo hoa quả nó như thế nào. Nhưng mà nó thấy bác biểu cũng bị thần kinh nè. Vị nghe chút xíu nha. Bà bị lừa không? Dạ. Bây giờ chú chưa không nên khẳng định đúng không? Không, chú Hải không nên khẳng định. Bây giờ thì chú... là bữa ẩn bóng mà sao là biết một ngày biết một bài. Ẩn bóng thì bây giờ mình không có tiếp thêm với đời. Là ẩn bóng. Có nghĩa là như vậy nè cô. Cô thì cô lớn tuổi rồi. Dạ. Thì cô tu tập đó thì con nghĩ là cô cảm thấy như thế nào thì tốt là được rồi. Còn riêng con thấy anh em, con thấy mấy bé thằng kia nó còn nhỏ tuổi quá, để đi tu sớm quá mới 14, 15 năm tuổi nha. Bây giờ này chú ơi, chú có thấy con của Đức Phật không? Cô có 10 tuổi mà Đức Phật đã tìm ra chân lý. Con hiểu đâu ra đi tu kiểu gì mà chưa sinh cha mẹ.
là bố mẹ của và Úc đó là mất hết rồi ạ. Còn không còn ai hết nữa, mà bây giờ không có người lo cho là Úc, mà nhưng mà Úc cũng đủ tuổi trưởng thành để biết sống như thế nào là thánh thiện ạ. Sao bé nói là cha mẹ bé đang còn, em bé mới xuống thăm đây. Đúng rồi cô ạ. Em bé mới xuống thăm đây là nói cha mẹ đang còn mà sao? Em bé đó về đi. Vâng, cô lại biểu là giao nghiệp chưa? Tôi đi, để chú đây này, chú nói với con này, đi về đi con này, đi về đi. Về đi, về với cha mẹ, đi cha mẹ đang lo. Chứ sinh cha mẹ mà đi. Một sự lừa đảo trắng trợn các anh chị, cha mẹ người ta còn sống, nói cha mẹ người ta mất à? Lấy. Vẫn còn tiếng nói trên kênh, quý vị, tôi dẫn chứng cho mọi người xem. Bé thì nói còn, nó, thôi em chia sẻ ra cả nhà. Cô thì nó mất, lừa đảo trắng trợn, lừa dối lừa mị cộng đồng, lừa mị những người đi theo. Vậy đây là cái gì? Nhân quả là cái gì? Tạo nghiệp đó. Tôi chia sẻ cho cả nhà. Chào tạm biệt quý vị. Bye bye. Ai chưa đăng ký nhớ đăng ký hộ kênh thì nhớ cho một ngón tay đẹp. Bye bye.